và sang qua châu Âu. Tây Ban Nha, Italy ghi nhận số người tử vong thấp nhất trong một tháng vừa qua. Theo số liệu cập nhật được công bố vào ngày 20 tháng 4, Tây Ban Nha đã có tổng cộng 200.210 ca mắc COVID-19, tăng 1.536 ca trong vòng 24 giờ, ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong gần một tháng qua. Hiện đã có 80.587 bệnh nhân phục hồi và được xuất viện, mặc dù số ca tử vong trong ngày 19 tháng 4 giảm không nhiều so với con số 410 ca trong ngày 18 tháng 4. Nhưng xu thế giảm này đã mở ra hy vọng rằng Tây Ban Nha đang dần kiểm soát được tình hình. Trong khi đó, Italy, nước đứng thứ ba trên thế giới về số người mắc COVID-19, cũng có tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận là 3.047 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 178.972 ca. Số ca tử vong tăng 433 ca, mức thấp nhất trong vòng một tháng qua, và nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 23.660 ca. Số ca phục hồi là 47.055 ca, tăng 2.128 ca. Tại Bỉ, Bộ Y tế của nước này cho biết là cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã qua giai đoạn đỉnh điểm, khi số người nhập viện do mắc COVID-19 cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng vừa qua, với 232 người nhập viện trong ngày 19 tháng 4. Giới chức y tế của nước này ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 3. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Bỉ, Emmanuel Andre cho biết, những số liệu trên cho thấy là chính sách kiểm soát dịch bệnh đang đi đúng hướng. Tính đến nay, Bỉ đã ghi nhận tổng cộng là 39.983 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh, trong đó 5.828 ca bị tử vong. Hơn một nửa trong số các ca tử vong là người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão. Theo kế hoạch, Hội đồng An ninh Quốc gia Bỉ sẽ họp vào ngày 24 tháng 4 tới để thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa kể từ ngày 4 tháng 5 tới. Trong khi đó, Bộ Y tế Công cộng Thụy Sĩ thông báo số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên tới 1.142 ca, tăng 7 ca trong vòng 24 giờ. Cũng trong ngày 19 tháng 4, Thụy Sĩ chỉ ghi nhận thêm 204 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 27.944 người. Số ca nhiễm có chiều hướng giảm đã cho phép chính phủ Thụy Sĩ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, phong tỏa, áp đặt từ ngày 27 tháng 4.